Hình ảnh những chậu hoa cảnh còn ê hề vào chiều ngày 30 Tết tại chợ Hoa Xuân thị trấn Eak, tỉnh Đắk Lắk khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Chỉ lác đác một vài người dân mua cho mình những chậu quất hay là mai về trưng Tết khiến người bán hoa dở khóc dở cười. Người bán hoa nói rằng những chậu hoa Tết không bán được sẽ cho đập bỏ hoặc là quăng lên xe rác. Chậu nào đắt tiền thì đem về dưỡng lại dành cho năm sau, chứ không bán tháo, phòng ngừa người dân năm sau lại chờ đến 30 để mua hoa sổ. Cũng không biết là có thể tình hình tâm lý chung của bà con là đợi đến ngày sổ 30 thì mới đi mua hay không. Nhưng mà hy vọng là không có chuyện đó, bởi vì nếu mà dân mình mà cứ đợi đến ngày 30 mà đi mua hoa sổ á, thì chẳng mấy mà người làm hoa sẽ điêu đứng, là hết vốn cạn vốn. Sẽ cố gắng bán hết. Còn hy vọng là mọi người ai cũng muốn đón Tết mà có thêm cái sắc xuân trong nhà, cho nên là mình cũng không mong có cái tình trạng là tổn hoa. Mấy chậu hoa bán không hết chắc trở về nhà thôi. Trở về nhà hoặc gửi các nhà vườn để chăm sóc, năm sau bán tiếp. Cái này không bán được thì chúng tôi lại coi như mang về, coi như nhà vườn, coi như mình lại coi như tu tạo lại để sang năm mình lại bán tiếp thôi, riêng coi như những cái chậu mai này. Ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm, ai cũng muốn về nhà, chuẩn bị mâm quả cúng giao thừa và gần gũi gia đình vợ con. Thế nhưng không phải ai cũng được như vậy, nhất là những người bán hoa Tết, phải sống chết với chút gia sản của họ sau một năm kinh tế ảm đạm. Hiện tại là coi như bây giờ là coi như hoa này là chỗ coi như của chúng tôi là còn có trên 50 chậu. Thì giờ sức mua của bà con là coi như mới được có 50% thôi. Thì trước thềm năm mới thì tôi cũng rất là mong muốn là coi như là dân bà con là coi như là chuẩn bị là bước sang một cái năm mới là coi như mạnh khỏe, vui vẻ và tươi trẻ thôi. Chứ còn về cái sức mua thì năm nay thì đúng là nhà vườn và ngành bán hoa chúng tôi là rất là hơi bị buồn, là vì sức mua dân bà con là coi như là kém quá và nhà vườn chúng tôi năm nay bị thua lỗ nhiều quá. Năm nay so với năm ngoái là thị trường hoa là tương đối chậm. Số lượng hoa cũng không nhiều bằng năm ngoái, mà năm nay thì do cái thời tiết nó thay đổi cho nên là hoa cũng không có bung được đúng đợt như là năm ngoái. Đồng thời là kinh tế của dân mình năm nay có thể là do cà phê thời tiết mưa nhiều cho nên cà phê chưa có phơi phong xong, cho nên dân chưa có bán được cà phê, thì mọi người thị trường mua bán nó cũng tương đối là chậm. Hôm nay là 30 Tết rồi mà hoa số lượng hoa cũng còn hơi nhiều. Có nghĩa là trả giá mới lại đa số là người đi coi nhiều hơn. Mấy năm trước thì người ta đi mua thì người ta đi vô thì người ta mua ào ào thôi. Năm nay thì có vẻ người ta đi xem mới, giá cả nó cũng nhỉnh hơn xí cho nên người ta đang còn cân nhắc. Mong muốn là bán được hết số hoa này về nhà ăn Tết với gia đình thôi. Sắc hoa vàng nở rực báo hiệu một mùa xuân về, nhưng dường như Tết Đinh Dậu năm nay người dân không còn hào hứng ăn Tết như những năm trước nữa. Người đi đường qua lại trả giá thì nhiều, còn người mua thì rất ít. Mọi niềm vui của những người làm hoa trong dịp Tết cứ thế đong đưa theo từng chậu hoa. Phóng sự của SBTN, tường trình từ Đắk Lắk, Việt Nam.